Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Mệt mỏi mấy ngày đêm gần đây cuối cùng cũng tan biến rồi. Đây nè Kim Ngọc Quả là bảo vật cực kỳ hiếm gặp, tự nhiên tăng cường hồn lực và thải chất của hồn sư. Chắc là Đế Thiên đưa thức ăn đến cho mình. Một quả vào bụng, chớp mắt hồn lực ở bên trong đan điền liền bắt đầu vận chuyển rồi. Anh em nào đang xem phim ở Tuyệt Thế Đường Môn ở 3D không biết là đến đoạn nào rồi không biết. Quyền pháp rất đẹp. Chả trách thụy thú lại có thể thừa nhận người. Trên người của người có điểm đặc biệt mà còn người khác không có. Không dám, trước mặt của tiền bối ta chỉ là một đốm sáng nhỏ nhoi mà thôi, một người tu luyện không thú vị. Hay là ta thử cùng ngươi nhé. Tiền bối ngài chỉ là cọ sát mà thôi, ngươi dốc sức là được. Ngay cả khí vận cũng biến thành hư vô rồi sao? Bây giờ ta tin thụy thú truyền lại toàn bộ khí vận cho ngươi rồi. Đáng tiếc ngươi không phải là hồn thú, không thể nào giống cô ấy. Đa tạ tiền bối đã nương tay. Con người của các ngươi quá nhiều lễ nghi. Nhân nghĩa là lễ trí tín. Đây là văn minh mà truyền thừa con và truyền thừa của con người. Ta không hiểu. Có điều đây mới chỉ là vừa bắt đầu. Ngươi dốc hết sức đi. Được. Từ Đông Quyền. Không ổn. Đường đường là thú thần, hung thú mạnh nhất ở toàn đại lục. Vậy mà lại bị một hồn thánh nhấp đến mức không thể lao lẽ tránh. Không đúng, lực công kích như này căn bản không đủ để gây đến tổn thương cho Đế Thiên. Trong quyền này có gì? Tiểu tử ngươi, sức mạnh tinh thần của ngươi vậy mà còn lớn mạnh hơn ta tưởng tượng. Đây cơ hồ không chỉ là sức mạnh mà thụy thú ban cho ngươi. Có hình có chất. Ngươi tự tu luyện đi, có điều cũng phải chuẩn bị cho tốt, hai ngày sau làm việc của ngươi cần làm. Với thực lực của Đế Thiên tiền bối, cho dù là Hạo Đông Quyền cũng căn bản là không thể nào gây tổn thương một chút nào cho ông ấy. Nhưng mà tại sao biểu cảm của ông ấy lại kỳ lạ như thế? Rốt cuộc là đang kiêng dè điều gì? Mình là hồn sơ chủ tu sức mạnh tinh thần, so với thực lực sức mạnh thân xác, chênh lệch giữa sức mạnh tinh thần của mình và Đế Thiên tiền bối chắc là ít hơn. Lẽ nào ông ấy kiêng dè tình cảm? Ông ấy đang kiêng dè phần tình cảm, nhớ mong chứa đựng ở trong Tư Đông Quyền. Xem ra trong lòng vị thần thú cô độc kiêu ngạo này cũng có tình cảm tồn tại. Hai ngày sau, đều chuẩn bị xong chưa? Người của sở lai khác cũng đến rồi, chúng ta phải mau chóng qua đó. Ta e là các tộc nhân cũng không khắc chế được. Đi thôi. Bên ngoài rừng rậm tinh đấu. Đế Thiên, đây chính là đạo tiếp khách của các ngươi sao? Chỉ ít đến bây giờ, các ngươi vẫn là kẻ địch của rừng rậm tinh đấu. Nói vậy thì lần này ngươi không có ý, ngươi không có thành ý rồi. Nếu như không thành công, thì nói gì đến thành ý? Nếu đấu, thì 10 vạn tinh nhuệ của sở lai khác ta lúc nào cũng sẵn sàng. Đế Thiên tiền bối, huyền não xin bớt giận. Trước khi đàm phán, có thể để ta thử tiến hành nghiệm chứng trước hay không? Vậy thì mời ngươi tự nguyện của... Mời người tự nguyện của hai bên tiến vào giữa. Người tình nguyện sao? Nhưng ai cũng không biết tỷ lệ thành công của nghi thức này. Hơn nữa, cách hồn thú gần thế, có bị tấn công hay không? Ai là người đầu tiên đến ăn cua nào? Để ta. Lần trước cậu cứu cho ta, vẫn luôn chưa kịp cảm ơn cậu. Ta sẽ nhớ trong lòng, sau này cậu không còn là kẻ địch.
chuẩn bị cho tốt đi. Thứ ta cần thi triển là một khế ước bình đẳng. Cậu cần thành tâm thành ý, hoàn toàn dung hợp với hồn thú, không thể nào có bất cứ kháng cự gì, nếu không sẽ chỉ có thất bại. Nếu như dung hợp thành công, nó sẽ là hồn hoàn của cậu. Được, làm đi. Ngươi cũng thế, nếu ngươi muốn sống tiếp thì phải hoàn thành lần thử nghiệm này, hiểu không? Các ngươi đồng thời thả lỏng, ta sẽ hướng dẫn các ngươi hoàn thành nghi thức dung hợp. Giết! Khốn kiếp, ngươi lại dám nhân lúc này giết tộc nhân của ta. Ta xem ai dám động vào. Hồng Quân, ngươi nhiều lần khiêu khích giới hạn của ta, cho dù là muốn làm, ngươi cũng phải làm thông minh một chút. Đế Thiên, đã đến giờ này rồi, ngươi còn bảo vệ cho con người à? Hắn giết tộc nhân của chúng ta. Nếu ngươi đã muốn chết, vậy bản vương thành toàn cho ngươi.